Sân vận động Watubela đang tiếp tục công việc xây dựng sau nhiều năm gián đoạn. Với ngân sách 9,4 tỷ rupiah Indonesia, sân bóng này đang bắt đầu làm lại mặt sân bằng việc chuyển từ cỏ nhân tạo sang cỏ tự nhiên Zoysia japonica. Hiện tại, cỏ đã được trồng và dự kiến có thể đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2024, nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập Cirebon Regency. Watubela được bắt đầu xây dựng từ năm 2012 và đã trải qua nhiều lần gián đoạn xây dựng. Cho đến nay đã 11 năm trôi qua, nhưng sân vận động này vẫn chưa thể hoàn thành.